Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 19 giờ ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023. Báo cáo với lại các thượng đế để các thượng đế được vui cái bụng. Chỉ tiêu là 100 cuốn băng cassette lên đường mỗi ngày. Thế nhưng ngày hôm nay đã vượt chỉ tiêu, đã hơn 100 cuốn băng cassette. Đấy là cũng xin thưa với lại các thượng đế như vậy. Thì cái tinh thần coi như thế là tích cực Trần Văn Chốt băng cassette của các thượng đế. Một lần nữa, Khang Audio 18 Bình Dương ghi nhận và Khang Audio 18 Bình Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc cùng với lại lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình các thượng đế đã Trần Văn Chốt và các thượng đế chuẩn bị Trần Văn Chốt cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc cùng với lại lời chúc tốt đẹp nhất. Ở trong này là 10 cuốn băng cassette loại băng Sony HF90. Mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, chỉ 20.000 đồng một cuốn thôi. Nội dung chương trình thì lông côm mọi người về tự thâu. Thế còn mình dùng đầu Technic M3 số 2 của mình thâu thì mình bán 60.000 đồng một cuốn. Đấy. Người thượng đế này ở địa chỉ 386 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, mang biển số 92. Trước đây Quảng Nam Đà Nẵng là biển số 43 đấy. Sau khi tách tỉnh ra thì 43 là Đà Nẵng mà 92 là Quảng Nam. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, mà rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Uống rượu hồng đào chưa nhấm đã say, mà uống rượu hồng đào rồi lại còn coi như thế là ngắm cái băng cassette của Khang Audio 18 Bình Dương thì đúng là thôi, đúng là lại còn vừa say rượu với vừa say băng nữa nha. Xin phép ngài thượng đế này cho mình được gửi 11 cuộn. Ngài mua 10 cuốn, mình gửi 11 cuốn. Chúng ta cần phải biểu dương ngài thượng đế này, vì ngài Trần Văn Chốt xong là ngài ấy thực hiện cái quyền được trả thóc ngay và luôn nha. Đấy. Thế còn chắc lại với lại các thượng đế, có rất nhiều thượng đế mà Trần Văn Chốt xong lại không chuyển thóc, không nói năng gì đến thóc lúa cả. Đấy, thì đương nhiên rồi, như vậy là chưa đủ tiêu chuẩn để biểu dương. Và mình cương quyết coi như thế là không biểu dương những cái thượng đế chưa đủ tiêu chuẩn nhá, tức là không biểu dương nhầm đấy nhá. Còn đây, xin thưa tới lại các thượng đế, mọi người biết rồi, đấng quân vương thì không nói hai lời, không nói hai lời. Mình là nông dân thôi nhá, nông dân tá điền thôi. Thế nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, nhất ngôn tứ mã nan truy. Mình là nông dân cũng không nói hai lời. Mình nói ở trong video mình giới thiệu băng cassette tới mọi người là cách đây được khoảng tầm 1-2 hôm thôi. Đấy, trước đây thì chỉ tặng những cái băng này băng nọ thôi. Chứ cách đây được khoảng tầm 1-2 hôm thì bắt đầu thực hiện cái gì ạ? Cái được tặng các thượng đế một cuộn băng. Các thượng đế mua 10 thì được tặng thêm một là 11. Thế còn đương nhiên là dưới 10 thì không được tặng nha. Đấy. Các thượng đế mua băng Maxian UD2, tức là băng cũ tổ, mình cũng tặng băng cũ tổ, chứ không phải là đưa cái loại băng khác vào để tặng. Ngài thượng đế này ngài không tin, ngài còn nhắn tin, ngài bảo là nếu anh nói ở trong video là tặng một cuốn, mua 10 cuốn tặng một cuốn mà anh làm được thì tuyệt vời quá. Cái này nó dễ quá, chẳng có cái gì khó mà không làm được cả nha. Đấy, xin thưa với lại ngài, ngài thượng đế này ở địa chỉ số nhà 244 đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngài đã Trần Văn Chốt 10 cuộn băng cassette loại Sony HF90 còn nguyên cả ni lông. Băng này mình cung cấp với một mức thóc 30.000 đồng một cuốn, một mức thóc rẻ nhất quả đất. Và cũng xin phép được kính tặng ngài một cuộn cùng loại, còn nguyên cả ni lông, còn nguyên cả ni lông. Này. Băng này thì thôi khỏi phải hỏi, tại vì nó còn nguyên cả ni lông. Nó còn nguyên cả ni lông. Đấy. Bây giờ dừng video ở đây cũng là đẹp thế, nhưng mà chưa nói được lời cảm ơn tới các thượng đế thì nó cũng chưa được mỹ mãn cho lắm. Trước tiên là các thượng đế thấy
mình là nông dân nhưng nói một là một, hai là hai. Các thượng đế cứ mua 10 cuốn là mình gửi 11 cuốn, tức là kính tặng các thượng đế một cuốn. Đó là một điều chắc như đinh đóng cột. Và bây giờ xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.